hướng đối tượng, lập trình hướng đối tượng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bài này với một cái bài toán như sau. Lên sang frame Apache frame mà tải. Thì ở trong cái bài toán này, thực tế ra là với web hầu hết người ta sẽ làm việc với các cái bài toán là quản lý thông tin là chính, kể cả các cái website ví dụ như bài về news, tức là website về tin tức, hay là website về e-commerce, rồi website về ERP, rồi website về các quảng cáo ví dụ thế. Thì tất cả các bài toán này đều là quản lý, các bài toán về quản lý. News là quản lý về thông tin, tin tức bài viết. E-commerce quản lý về sản phẩm, danh mục, không gian biết chữ đầu mò. ERP biết là gì không? Biết là gì không? Nghe rồi chưa? Nghe thôi chứ tôi không cần biết nghĩa. ERP là gì? ERP là các hệ thống quản lý về trong doanh nghiệp. Ví dụ hệ thống quản lý khách hàng, hệ thống quản lý nhân viên, hệ thống quản lý về lương, hệ thống quản lý về điểm danh, đi nghỉ gì đấy. Vừa rồi tôi có một cái yêu cầu khách hàng bên này, ví dụ như con này này. Sâu luôn, bà không lại bảo tôi nói phép. Đây có thật, đây là một dự án, đây, xây dựng, quản lý xây dựng tính lương và chấm cộng. Có thật, không phải là không có. Nó gửi cho con này nhưng mà cuối cùng không làm. Quyết định không làm bởi vì đang tập trung làm dự án khác. Có thật. Đó. Thì đây là một trong những cái hệ thống có thể coi là ERP. Tóm lại là những cái phần mềm giúp quản lý ở trong cái doanh nghiệp thì gọi là phần mềm ERP. Được chưa? Nó chỉ là một cái tên gọi thôi. Rồi các phần mềm khác quanh ra quẩn vào nó cũng chỉ là các cái bài toán về quản lý, kể cả Facebook của các bạn nó cũng chỉ là quản lý cái đối tượng chính của chúng ta ở trong Facebook này. Nó là về user và relationship, tức là các mối quan hệ giữa các user với nhau. Đó, quanh ra quẩn vào tất cả tất tần tật mọi thứ đều là các bài toán quản lý. Các bài quản lý ở đây nó có cái gì? Và tại sao chúng ta lại phải liên quan, tôi nói cái này liên quan gì đến cái việc là OP? OP biết, cái này tôi giải nghĩa luôn nhé, là Object. Object là nghĩa là gì? Đối tượng này. Oriented. Cái chữ Oriented viết như nào nhỉ? Mới bố rồi. Oriented Programming. Tôi không chắc là cái từ Orient tôi viết đúng không nhé. Programming. Đây cái này là chữ hướng. Chương trình lập trình. Lập trình hướng đối tượng. Thế vậy thì vì sao là chúng ta phải liên quan hai cái thứ này với nhau? Thực chất ra nếu mà chúng ta không làm theo hướng đối tượng, chúng ta vẫn làm được các website bình thường. Đúng không? Vẫn làm được bình thường. Mỗi một màn hình chúng ta là một file PNP. Sau đó chúng ta chọc xuống, chọc sử dụng các cái câu lệnh, các cái câu lệnh SQL giống như hôm trước chúng ta học, chọc xuống DB, lấy dữ liệu lên hiển thị. Sau đó người dùng tương tác với các bắt từng các form ở trên màn hình, bấm một cái nút lại gửi một request lên server, server lại bằng PNP, lại dựa vào những cái dữ liệu người ta gửi lên, chúng ta lại tiến hành lại sinh ra câu lệnh SQL, execute xuống xuống DB, DB trả về xác xít, xong, đúng không? Cái nào cũng thế, rất đơn giản, rất dễ hiểu. Nhưng nếu mà chúng ta làm theo cách truyền thống như vậy thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề là như sau. Code không đồng nhất. Tại sao gọi là code không đồng nhất? Ví dụ, Vân Anh làm một cái chức năng là làm việc với các cái danh sách bài viết, đúng không? Thì Vân Anh tạo ra một cái câu lệnh nào đấy, lấy một cái bảng dữ liệu. Trong bài viết thì chúng ta chỉ lấy ra là ID này, email này, rồi thì là title này. Chỉ lấy ra như này thôi, bởi vì cái phần danh sách nó chỉ cần là ngày thứ nước, đúng không? Nhưng mà Vân Anh lấy ra đặt tên các cuộc, lấy ra là ID, email, title. Xong, vẫn hoàn thành được việc của Vân Anh. Sau đó Hữu làm phần chi tiết bài viết,
thì hữu lại cần là post ID, post title, post là feature image, rồi thì post content. Đặt tên các cuộc lấy ra như thế này có được không? Được không? Bằng cái alias chúng ta học ở SQL rồi đúng không? Hoàn toàn có thể lấy được như này. Thế vậy thì sau này ví dụ Vân Anh nó lăn ra nó nghỉ đẻ chẳng hạn. Nó lăn nó nghỉ đẻ lấy chồng chẳng hạn. Ai biết đâu được, nữ mà đúng không? Hữu là một phần liên quan sang bên này, sang bên này cập nhật lại cái phần của Vân Anh làm. What the fuck, mình còn để đâu ra? Đúng không? Thế vậy thì lại phải hùng 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 chửi một chửi Vân Anh một lần. Là hùng thế không biết. Thế là lại bắt đầu là đọc lại toàn bộ code của Vân Anh. Vì sao nó lại là những cái cột này? Nó lấy ở đâu ra? Đúng không? Sau đến một thời gian, Vân Anh hết gì đẻ. Quay lại đi làm. Lại bởi vì phần này nó lại có update. Nên là Vân Anh làm mà, tức là Vân Anh lại sửa. Bao đấy, thằng của đâu? Hữu nó lại sửa thành giống nó rồi. Lại ngồi chửi. Đúng không? Lại con lợn này. Đúng không? Thế bây giờ là sao? Thằng nào đúng? Không có thằng nào đúng cả. Bởi vì chúng ta cốt tùm lum mà. Mình thích lấy gì ra mình lấy. Nó rất là dở thôi. Chúng ta không có sự đồng nhất. Cái việc này dẹp. Chúng ta phải đưa về đối tượng để quản lý mọi thứ nó đồng nhất. Đấy là cái thứ nhất. Vì sao phải đồng nhất? Cái bài toán vừa rồi nó giải quyết. Thứ nhất là có thể giúp nhau giải quyết công việc. Được chưa? Cái thứ hai là gì? Cái người mới vào ấy, nếu mà toàn bộ team của chúng ta làm việc với nhau thì sẵn sàng nhận thêm những cái người mới vào để giúp chúng ta hoàn thành công việc, đúng không? Thì bởi vì có thể là cái ví dụ thằng Minh đang là đệ của chị Vân Anh, chị Vân Anh đang dìu dắt em Minh, đang cốt theo kiểu là sai của chị Vân Anh rồi, tự nhiên chị Vân Anh nghỉ đẻ, Minh lại đồng thời lúc đấy là việc của anh Hữu. Anh Hữu lại phải về phụ giúp chị Vân Anh đẻ. Thế là Minh đã có kinh nghiệm của chị Vân Anh lại sang làm tiếp phần của Hữu. Có theo được không? Không theo được. Người mới vào rất khó tiếp cận. Bởi mỗi người sẽ làm theo một cách khác nhau. Như vậy thì người mới vào kể cả có được ông A, ông B, ông C đào tạo thì cũng không thể nào mà hoàn thành công việc của những người liên quan được. Đúng không? Cái việc này nó cực kỳ rủi ro, cho nên là chúng ta phải đồng nhất dữ liệu là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây cũng là một cái vấn đề lớn nhất khi mà chúng ta liên quan đến các cái bài toán cả quản lý lập trình cũng như là các cái liên quan đến cái OOP này, đó là cái gì? Chúng ta liên quan đến kiểu dữ liệu hay còn gọi là data type. Chúng ta ở trong PHP chúng ta có mấy kiểu dữ liệu? Kể tôi thử nào. Thì number này, number của một integer này, boolean các bạn một phát bây giờ boolean nào là number vậy? Number này thì bao gồm integer này, bao gồm là float này, bao gồm là double này, không có boolean nữa nhá. Rồi tiếp theo là kiểu string đúng không? Kiểu gì nữa? Boolean này, kiểu gì nữa? Date này, đúng nhá? Kiểu gì nữa? Array. Đấy rồi. Đúng chưa? Nhưng mà những cái kiểu dữ liệu đấy, ví dụ như tôi yêu cầu là một cái kiểu dữ liệu nào đấy giúp tôi mô tả lại được một con người ngoài hẳn. Không phải hẳn. Con người bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, ngày sinh. Đúng không? Nhưng con người còn có những hành động. Ví dụ như nói, ăn, di chuyển. Nó trả lương, hành động mà, nó là hành động mà. Đối tượng thì luôn luôn xoay quanh hai thứ Object nó luôn luôn xoay quanh hai thứ, đó là thuộc tính. Cái thứ hai là hành động. Cái này tôi đã nói rồi. Nói từ hồi gì hết rồi. Còn nhớ cái gì sang không? Sắc hồi này quên lại. Cái này này, cái đóng mở ngoặc này này. Nó nhớ không? Ví dụ như kiểu là name 2 chấm bằng giá trị nào đấy,
s 2 chấm bằng giá trị nào đấy, run 2 chấm là function đây này. Có nhớ cái này không? Cái này là cái gì Sun? JavaScript object. Thì ở đây cái này, đây là ví dụ name bằng x hả? S bằng 5. Đúng không? Thì cái này nó là thuộc tính thì nó bằng cái giá trị. Được chưa? Còn run này nó là hành động tương ương với hàm. Không nhờ? Thì các cái đối tượng bao giờ cũng sẽ hình thành bởi các cái thuộc tính và các cái hành động. Nhưng tất cả các kiểu dữ liệu ban đầu lúc nãy tôi kể đấy, có khoảng 5 đến 7 loại, chẳng có một cái loại nào có thể mô tả được hoàn thiện một object. Cái loại gần nhất là gì? Array. Array là cái loại gần nhất, nhưng mà cái array cung ngắn nó chỉ mô tả của chúng ta về cái thuộc tính, danh sách các thuộc tính thì có, nhưng danh sách cái hành động đố nào nhét được cái hành động vào trong object, vào trong array. Không có bất kỳ ai nhét được hàm vào trong mạng. Cái mạng nó sinh ra không để làm cái việc đấy. Đúng không? Cho nên cái yêu cầu ở đây là chúng ta là phải tạo ra một kiểu dữ liệu mới. Kiểu dữ liệu mới có thể giúp chúng ta là mô tả được một cái đối tượng đi vào. Đó, đây là cái quan trọng nhất ở trong cái việc lập trình hướng đối tượng. Thằng tổ lái kia, sách vở đâu? Hả? À? Cái gì? Cái gì cơ? Không có chép lại. Chép luôn. Ông nghĩ ngày xưa tôi không đi học chắc. Ông lừa ai chứ lừa làm sao được tôi. Tôi ngày xưa cũng bảo thế, tôi chẳng có thứ chép cả. Cái gì? Nó bảo cái gì? Nó bảo thầy làm rồi. Thầy là Lào. Thầy Bồ Lào. Phải chưa? Tí nữa mày phải về chép lại toàn bộ cái mớ này 20 lần. Thật đấy. Xong chưa? Ngoài ra cái kiểu dữ liệu này chúng ta lưu ý này. Xong đi, chép đi. Thằng béo kia chép chưa? Mày còn không thèm mang bút ra cơ mà. Bút đâu? Đi vào trong phòng đào tạo lấy bút. Được chưa? Còn rơi vỡ gì cả? Di san. Đọc tiếng Anh thì gọi là di son. Di son. Dây. Dây son. Thôi đọc tiếng Việt đi. Di son. Hoặc là di san. Thác Sơn. Thác Sơn. Đọc thế thì chỉ có thằng Hùng mới hiểu thôi. Đọc là gì xong? Được chưa? Hai cái. Một ý nhỏ nữa trong cái kiểu dữ liệu này. Đó là cái đối tượng ấy, khi mà chúng ta tạo ra cái đối tượng này nó tương đương, có thể tương đương với một cái table hay một cái bảng trong DB. Hoàn toàn có thể tương đương với một cái bảng trong DB. Được chưa? Tiếp theo, giúp chúng ta reuse code. Reuse nghĩa là gì? Chữ gì? R. Nghe đi kiểu sử dụng lại. Thì đúng rồi đấy. Sử dụng lại code. Ví dụ một cái lớp nào đấy, một cái lớp nào đấy, thằng Minh Tổ nó viết ra ví dụ như kiểu là đua xe chẳng hạn, hoặc là xe đua chẳng hạn. Nhưng mà thằng Thắng cũng làm, thằng béo kia mày làm gì đấy, mày ngáo ngơ cái gì đấy, mày lên đây ngồi như này, cứ như thằng hất ơ ấy. Thế này, một cái lớp nào đấy do thằng Minh làm ra, Vân Anh hoàn toàn có thể dùng được, bởi vì hai đứa làm chung một project mà. Hoặc là thằng Hùng có thể dùng được,
chẳng sao cả. Người ta đã làm ra rồi, mình cứ dùng lại thoải mái. Nó giúp mình tiết kiệm được rất là nhiều công sức code. Ngày nay thấy chưa? Lưu ý này, ngồi đây. Lưu ý này, trong phần thi của chúng ta chủ yếu tập trung vào phần này, cái OP này và MVC. Đây là đề thi này, đề thi mẫu này, nó là về MVC, đúng nhỉ? Cái hoa ít đâu nhỉ? Số hoa, đây này. Controller này, đây class này. Nhìn thấy chữ class không? Nhìn thấy cái chữ class không? Đấy, đây là biểu hiện của đối tượng. Đây, see tin tức đây. Thấy không? Kéo ra ngoài, chỗ khác. Model này. Mở chủ đề này. Nhìn thấy chữ class không? Thấy không? Đây này, chữ con chuột đây này. Thấy chưa? Tất cả đều xoay quanh cái này. Và có nhìn thấy cái chữ model đấy không? Nhìn thấy không? Chữ gì đây? Controller. Còn chữ gì đây? Model view controller là MVC. Được chưa? Phần thi đấy, đề thi nó gần tương tự như này, chẳng qua đổi chủ đề. Xoay quanh thế thôi. Thế nên chứng minh cho chúng ta là cái phần này chúng ta mà không học thì thế không tìm đâu. Không chưa? Đấy, đấy là những cái lợi ích khi mà chúng ta chuyển sang từ cái cách code thuần, code mỗi một cái là cái file PHP, chuyển sang sử dụng là với đối tượng. Thế bây giờ tôi sẽ dùng chuyển và tôi sẽ giảm thêm một lần nữa về cái đối tượng ở trong cái PHP nó là như thế nào, hay là các ngôn ngữ khác đều như vậy cả, như nhau hết mà. Các bạn yên tâm, các bạn học hướng đối tượng thì học ở ngôn ngữ nào cũng vậy. Ví dụ các bạn học ngôn ngữ đối tượng của PHP, các bạn sang Java các bạn code, các bạn sang .NET các bạn code, các bạn sang Ruby các bạn code, hay là chuyển sang C không cộng, nó đều có một thứ người ta gọi là class, một cái lớp. Thì mỗi một cái class này chúng ta có thể coi nó là một cái đối tượng, coi nó là một cái kiểu dữ liệu, đều như nhau ở đâu cũng vậy. Và đã gọi là hướng đối tượng thì nó là một cái triết lý, nó sẽ giúp chúng ta cái class này xoay, nó sẽ gồm các cái thuộc tính attribute hay còn gọi là thuộc tính và các cái method hay còn gọi là các cái hành động đó, nó xoay quanh tất cả những cái thứ này. Và trong cái class này, trong cái việc lập trình hướng đối tượng này, nó sẽ bao gồm bốn tính chất. Tính chất đầu tiên là tính đa hệ hóa quyền nhập, tính chiều tượng kế thừa đa hình và đóng gói. Đấy, bao giờ một cái class nó cũng đầy đủ các cái yêu cầu như thế này. Bây giờ tôi sẽ demo mấy các cái phần của chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì đã làm gì đâu. Không nhỉ? Bây giờ chúng ta bắt đầu tạo ra class nhé. Hôm trước chúng ta làm việc với hàm ấy. Hàm thì chúng ta luôn luôn sử dụng nó khi mà chúng ta có hai action. Action đầu tiên bao giờ cũng là định nghĩa hàm đúng không? Định nghĩa hàm. Action thứ hai luôn luôn là gọi hàm. Đúng không? Luôn luôn là hai cái này, định nghĩa và gọi. Đúng chưa?
với lớp, với class chúng ta cũng thế, chúng ta phải định nghĩa ra lớp, định nghĩa ra kiểu dữ liệu sau đó mới gọi được, đúng không? Thì chúng ta định nghĩa ra một lớp và chúng ta bằng cái từ khóa là class, sau đó là tên đối tượng, ví dụ đối tượng là animal, animal, sau đó đóng ở ngoặc nhọn như này này, đấy, đây là tạo ra, định nghĩa ra một cái lớp, một cái kiểu dữ liệu mới. Rất dễ thế này thôi, chẳng có cái vẹo gì khó cả. Thằng béo cái cốt xong chưa? Cốt xong chưa? Xong chưa, mấy đứa kia xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái biến. Ví dụ là con mèo két này. Con mèo là con két đúng không? Con mèo thì nó có phải động vật không? Thì bây giờ cái con cat này nó thuộc cái lớp động vật kia, có cái kiểu dữ liệu của nó là kiểu đối tượng, và đối tượng là thuộc về loại là loại animal. Thì chúng ta sẽ bằng new animal, đóng ở ngoặc nhọn, à đóng ở ngoặc tròn. Và bên cạnh đấy tôi sẽ một cái biến là biến test bằng string x. Ví dụ như này. Sau đó tôi tiến hành va đâm cả hai cái, va đâm con cat và va đâm cái x test ra. Thì các bạn xem nó khác nhau như nào nhỉ? Được chưa? Không kìa. Rồi, chạy nhá. Nhìn thấy gì đây? Đây là cái biến test này. Cái biến tôi viết đằng sau mà. Biến test tôi viết đằng sau mà. Thì biến test này các bạn thấy này. Đây là kiểu dữ liệu. Để cho to lên thì. Kiểu dữ liệu của nó là kiểu gì? String này. Và giá trị là x. Còn cái thằng của nợ, thằng của nợ ở đằng trước này, nó là cái này đúng không? Két này đúng không? Đây. Thì các bạn nhìn này, đây kiểu dữ liệu của nó là kiểu object, loại object là animal, ở trong không có dữ liệu gì cả. Không, đây không phải là kiểu dữ liệu, đây chỉ là con số, đây không phải là dữ liệu của nó đâu. Thế thì các bạn va đâm thử xem sao đúng không? Đây là đấy, tạo ra một đối tượng rất dễ, cực kỳ dễ luôn. Và khai báo một biến là thuộc về kiểu dữ liệu này thì viết như thế nào? Viết như này. Sau phim. Được chưa? Không nhỉ? Tiếp tục này, xong cái này rồi nhá. Tôi bỏ nó đi. Xong cái test rồi. Tôi viết ra để check cho chúng ta, thử cho chúng ta xem là kiểu dữ liệu khác thì nó hiển thị như thế nào á. Bây giờ các bạn coi này. Một cái lớp là lớp động vật. Thì thường thường con vật nào cũng có tên đúng không? Trong cái thế giới của tôi, bởi vì mỗi một cái dự án nó coi như một cái thế giới riêng, thì tôi luôn luôn định nghĩa là mỗi một con vật đều có tên và đều có tuổi. Được chưa? Thì tôi sẽ có thêm cái thuộc tính là va này, các bạn để ý, va này. Dollar name va dollar age. Được chưa? Và đô la name và đô la age. Bây giờ chúng ta ra ngoài, chúng ta reload. Chúng ta nhìn cái gì đấy? Object này. Animal có cái thuộc tính name và thuộc tính age, hai thằng đều bằng null. Đúng chưa? Đấy là các thuộc tính của nó. Thì chúng ta nhớ tôi cái thứ nhất là ở trong PHP nhá, các ngôn ngữ khác thì không. Trong PHP để định nghĩa ra các thuộc tính, chúng ta dùng cái từ khóa là va và tên biến như bình thường. Nhớ nha, tên biến giống như bình thường. Thế nên tôi mới nói là biến ở trong đối tượng thì chuyển thành thuộc tính. Được chưa? Đây. Cái này có phải là biến không? Có phải là biến không? Được chưa? Biến ở trong cái cặp dấu ngoặc nhọn của đối tượng thì chuyển thành thuộc tính.
Được chưa? Còn hàm ở trong đối tượng thì trở thành hành động, method. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta này, tiến hành này, coi nhá. Get trở đến name bằng bằng gì, bằng con gì? Tùng. Tùng Phạm. Get trở đến age bằng bằng Tùng bao nhiêu tuổi rồi? Em 18. 19. Nghĩ mình còn trẻ lắm. Được chưa? Bây giờ các bạn lại được học thêm một cái ký tự nữa. Đó là ký tự mũi tên. Đúng không? Chúng ta đang có ba loại ký tự, ba cái ký tự nằm giữa kiểu dạng như thế này. Ví dụ là ký tự như thế này. Ký tự như thế này. Và ký tự như thế này. Đúng không? Ba loại này nó khác nhau nhá. Được chưa? Cái này dùng ở đâu? Mà khi thuộc dạng là key value. Đúng không? Trong mảng. Còn cái này dùng để làm gì? Lấy ra một phần tử nằm trong mảng. Thì ở đây chúng ta sẽ là $ARR này. Đây là key này. Thì sẽ lấy ra cái giá trị tương ứng của cái key này trong mảng. Đúng chưa? Còn cái này, cái này dùng ở trong OP Object ấy. Được chưa? Dùng để truy cập thuộc tính và hành động của đối tượng. Truy cập bao gồm là gán giá trị và lấy giá trị. Thì nhớ được cái dấu này, đừng bao giờ bị nhầm lẫn hai cái này với nhau nhé. Các bạn rất dễ bị nhầm lẫn hai cái này với nhau. Cho nên là phải phân biệt ra cái này dùng cho mảng, cái này dùng cho đối tượng, dùng cho class. Được chưa? Tôi vừa mới nói cái dấu này là cái dấu để giúp chúng ta truy cập, tức là có thể là gán hoặc lấy giá trị ra, đúng không? Thì ở đây tôi nếu mà suy ra như thế này, trỏ ra như thế này và đằng sau nó là dấu bằng, tương ứng với cái việc là con mèo này tôi gán cho nó, cho cái thuộc tính tên của nó là bằng Phạm Tùng, Tùng Phạm. Được chưa? Tôi gán tiếp cho con mèo này có cái tuổi là 19. Đúng chưa? Và tôi va đám con mèo này ra. Ôi chết mẹ nhầm. Đúng chưa? Con mèo này có thuộc tính tên là Tùng Phạm. Con mèo này lại có thuộc tính tuổi là 19. Được chưa? Tiếp tục này. Ví dụ như con đô la, con này là con gì? Con gấu. Đúng không? Con gấu này lại có tên bằng Vân Anh và có tuổi một trăm tuổi chẳng hạn. Và tôi va đâm ra cả hai con. Bọn nào bật nhạc có vẻ vui thú vậy. Bọn nào ấy? K30 à? Không ạ. Bên cạnh trang trọng bên trái. Bên này. Bên trái của con, bên phải của con. Xong chưa? Rồi, bây giờ coi này. Đây là hai cái biến, nó thuộc hai cái đối tượng khác nhau. Cái này giờ mới khó này. Tại sao lại nói nó là thuộc hai đối tượng khác nhau? Thì nói thì nó hơi không đúng. Nó phải nói là nó thuộc về hai thực thể khác nhau, nhưng mà nó chúng nó cùng loại. Ví dụ nha, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái bút, đúng không? Hai cái bút này có cùng loại không? Cùng loại đúng không? Cái bút nó
Cái bút này tôi đặt tên cho nó là Vân Anh. Đúng chưa? Vân Anh thì có màu gì? Đen. Còn thằng Tùng thì có màu gì? Xanh. Xanh, hai cái vẫn là hai cái bút đúng không? Được chưa? Cái này hơi bị đau đầu nhá. Cái này hơi bị đau đầu đấy, các bạn phải để ý. Thứ nhất là ví dụ như thế này, ví dụ cái nào new ra thì chúng ta có thể gọi là nó mỗi một cái biến này tương đương với một thực thể nhá. Thực thể thì cái thuộc tính của chúng nó có thể giống nhau, có thể khác nhau. Được chưa? Hai con mèo thì chúng nó đều thuộc về loài mèo, nhưng mà con này con tôi không biết. Ví dụ con ở đây thì nó màu lông khác và tên nó khác, con ở bên kia thì nó là màu lông khác, tên nó khác. Nó là hai thực thể khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Chúng ta khi mà làm việc với kiểu này này thì chúng ta, tôi thì hay có cái trò đó là mình, còn nó là nó. Đúng không? Mình có tên của mình là một cái biến riêng. Còn nó có một cái biến riêng, tên nó riêng. Nhưng chẳng qua là chúng ta cùng loại với nhau. Chúng ta cùng là con người, cùng thuộc một lớp, nhưng chúng ta có thuộc tính khác nhau. Ví dụ, thuộc tính name của tôi là Thiện, thuộc tính name của thằng kia là Tổ. Đúng không? Đúng chưa? Tuổi, tôi có thuộc tính tuổi là 28, thằng kia có thuộc tính tuổi là 19. Đúng chưa? Tôi có thuộc tính là đại, là lập gia đình, có, bù lần là chung, còn nó là phone. Đúng chưa? Nhớ cho tôi nhé, hai biến thuộc cùng một loại thì các giá trị của nó chẳng liên quan đến nhau, không bao giờ liên quan đến nhau. Nhớ tôi nghe trước, bởi vì tí nữa sẽ có một cái đoạn rất là khó hình dung, nó tên là cái Dolazis. Cái này nó rất là khó hình dung, cho nên là cứ phân biệt cho tôi là hai cái biến thuộc cùng một loại, cùng một class thì nó là hai thực thể khác nhau. Được chưa? Xong chưa? Tiếp này. Bây giờ tôi chỉ muốn lấy ra một thuộc tính của con mèo thôi. Tôi chỉ muốn lấy ra cái tuổi của con mèo này thôi. Có được không? Đây. Được chưa? Dễ không? Gán thì đằng sau cái dấu mũi tên thuộc tính thì nó là dấu bằng. Còn lấy ra thì chỉ đơn giản là mũi tên đến. Chúng ta có thể echo cái đoạn này hay 3 năm nó thì tùy. Cái nào cũng được. Được chưa? Cái đoạn này sau này dùng rất nhiều. Bây giờ chúng ta, bởi vì nó còn đang dễ nên chúng ta cố gắng làm quen lấy nó. Được chưa? Luôn luôn nhớ cái mũi tên nha, đừng bao giờ bị nhầm lẫn với lại cái mạng. Nhưng mình nhầm lẫn với cái này, đừng bao giờ nhầm lẫn. Đây, lấy ra, gán vào. Lấy ra, gán vào. Được chưa? Không nhá. Thằng kia có hiểu gì không? Có hiểu gì không? Rồi, bây giờ nhá, giờ cho mình hiểu này, lấy cái bình nước kia mô tả được các thuộc tính của cái bình nước kia. Màu xanh. Màu xanh. Còn nữa, tôi không cần ông mô tả lại giá trị của thuộc tính không? Mô tả thì hãy trả lại cho tôi các cái thuộc tính. Ví dụ chúng ta có thể tạo ra một cái class như này, class bình nước đúng không? Bình nước. Rồi, cho tôi các thuộc tính. Và màu sắc. Và gì nữa? Kích thước. Rồi, kệ nó. Giá tiền. Các bạn đồng ý không? Quan trọng thứ nhất khi mà chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề thì chúng ta thứ nhất để ý nó có sai cú pháp không? Có sai cú pháp không? Chẳng có gì sai ở đây cả. Đúng chưa?
Rồi, bây giờ đến tính hợp lý. Thì nó đặt là màu sắc có sai không? Kích thước có sai không? Giá tiền có sai không? Chẳng có gì sai ở đây cả. Vậy thì nó làm đúng. Thế thôi. Hết phim. Tạo class rất dễ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Được chưa? Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái biến thuộc loại cái bình nước này. Tôi có cái là, ví dụ cái biến là K31B2 bằng new bình nước. Có được không? Được chứ? Bây giờ lấy tiếp này. K31 lại viết dài thế. Trỏ đến màu sắc này. Bằng màu đen. Được không? Rồi, K31 cắt đập đi, đập bổ lên. Kích thước. Ví dụ là 40 đi. Tôi chẳng biết là 40 của cái gì, tôi cứ viết bừa đấy. Giá tiền là 40 tỷ. Có sai không? Không. Bây giờ tôi lấy ra cái biến K31B2. Chẳng có gì sai đây. Đúng không? Chẳng có gì sai. Bây giờ tôi muốn lấy giá tiền của cái K31B2 này, tôi lấy trỏ đến là giá tiền. Xong chưa? Tạo lớp truy cập, có nghĩa là gán giá trị cho các thuộc tính, lấy cái giá trị của thuộc tính ra, cực dễ. Nó có thế không? Xong chưa? Tiếp tục này. Đến đoạn này đã hiểu chưa? Rồi. Bây giờ đến đoạn này này. K31B2 trỏ đến cái gì bây giờ? Tên bằng K31B2. Có được không? Có được không? Chạy thử nhá. Theo các bạn thử tưởng tượng xem có được không? Bao nhiêu bạn không giơ tay? 1, 2, 3, 4, 5. À, thằng kia chưa? 5, 6, 7, 8. 8, 9. Thế thằng hai thằng kia thì sao? Vì sao được? Nó cứ chạy được, không có lý giải gì ạ? À? Chính xác ra 9 cái đứa này mới là đứa có suy nghĩ và suy nghĩ theo hướng đúng. Nhưng thực tế là sai. Suy nghĩ thì đúng, nhưng mà thực tế thì là sai. Vì sao? Bởi vì á, trong cái lập trình của chúng ta nó chia ra hai hướng, hai cái loại lập trình. Đó là lập trình biên dịch và lập trình thông dịch. Lập trình biên dịch là các ngôn ngữ như Java này, C Sharp này, C này, C cộng cộng này, Python này. Thì chúng ta phải định nghĩa trước các thuộc tính của một đối tượng. Nếu mà làm ấy, phải định nghĩa trước các thuộc tính của đối tượng thì chúng ta mới gán được giá trị như này. Đúng, cách suy nghĩ đúng y hệt như cách suy nghĩ của các bạn. Nhưng bởi vì PP của chúng ta là lập trình theo kiểu dạng là thông dịch, làm đến đâu dịch đến đấy, cho nên nó chấp nhận được cái việc là như thế này. Cho nên là chúng ta ở đây chẳng phải sai, chẳng qua là tùy thuộc vào cái loại ngôn ngữ của chúng ta, cho nên là tùy lúc chúng ta sử dụng như thế nào cho hợp lý. Nhưng mà tôi khuyến khích là nên là nếu đã dùng thuộc tính như thế này thì nên định nghĩa trước để người ta còn biết. Ví dụ như sau, chúng ta reload lấy ra được đúng không? Hay thậm chí là tôi bỏ hết cái đoạn này đi, vẫn chạy tốt, chẳng có vấn đề gì cả. Đây nó vừa là điểm lợi, vừa là điểm hại của PHP và các ngôn ngữ thông dịch. Đó là khi mà chúng ta tạo ra một cái lớp thì gần như là các cái thuộc tính của chúng ta nó chẳng mang ý nghĩa mẹ. Chúng ta thích tạo thuộc tính nào, thích lấy thuộc tính nào, thoải mái. Nó không bị ràng buộc. Nhớ nhá, nó không bị ràng buộc. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta làm như thế này và để kiểu là dạng phát triển tự do, thằng nào thích thêm thuộc tính nào thì thêm ấy, thì nó sẽ làm một vấn đề lớn. Nó lại quay trở lại cái vấn đề lúc nãy là đồng bộ của tôi lúc ban đầu. Vân Anh thích tạo ra cái thuộc tính này, Hữu thích tạo ra thuộc tính này, hai thằng chẳng nên hẹn gì với nhau. Cái chuyện đấy nó là rất là không nên. Được chưa? Nhưng nó ở đây của chúng ta PP nó đề cao cái tính tùy biến. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa trước các cái thuộc tính ra để những cái người code sau hoặc những người sửa code của mình có thể biết là à tao có những thuộc tính này rồi. Mày đừng sửa của tao. Được chưa?
Nhưng mà các bạn cũng hoàn toàn có thể tự động tự mình tạo ra các thuộc tính tùy theo hoàn cảnh. Nhớ nhá, tùy theo hoàn cảnh lúc này tôi muốn thêm một cái biến lưu tạo cho cái đối tượng này hoàn toàn thoải mái. Đúng nhá? Cái đấy nó sẽ tăng cái tính mềm dẻo khi chúng ta lập trình nó dành đến. Chứ còn các bạn làm cái này chẳng ai cấm. Không ai cấm các bạn. Được chưa? Nhớ nhá, thuộc tính của chúng ta ở trong PHP nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc của chúng ta định nghĩa ra lớp, mà là chúng ta hoàn toàn có thể là tùy biến, thích lấy cái gì lấy, thích tạo gì tạo. Xong chưa? Đó là cái đặc trưng về các thuộc tính ở trong PHP. Không nhỉ? Bây giờ các bạn ngồi thực hành với tôi, tạo ra cho tôi một cái lớp tên là lớp con người. Lớp con người. Thích viết tiếng Việt thì viết, thích viết tiếng Anh thì viết. Nhớ một điều cho tôi là nhìn cái cách tôi đặt tên lớp, học theo. Nhìn cái cách tôi đặt tên biến, học theo. Những cái này là những cái nó đập vào mặt, dễ học thì nên học. Con người. Thuộc tính trước, chưa liên quan gì đến các cái hành động đâu. Tạm thời quên cái hành động đi, chúng ta chưa động đến. Thuộc tính đặt gì đặt cho nó hợp lý một tí nha. Không nhớ. Tạo ra xong rồi tiến hành tạo ra một cái biến. Biến mang tên là tên mình, thuộc lớp con người và tự gán cho nó các cái giá trị. Nhập. Tạo ra một thực thể là mình, gán cái thuộc tính cho nó. Nào nào mình. Tại sao chữ 3 thứ 2 của Biên Hoàng? Ai hỏi lại mình kỹ như nào? Cái bình nước này à, nó màu vàng. Nhìn cái chữ bình nước là nhìn thấy là tiền bạc. Thấy không? Thấy không?
Vật thể ý tên các thuộc tính này, tôi viết như thế nào thì học theo như vậy. Tích tắc là cái gì mày đặt? Cảm truy. Tại sao lại thế? Con truy để sai sinh tắc. Cảm truy. Quốc gia. Vùng là reason. R-E-O-N. Reason. Có làm sai thì sửa. Có khi là R-O-U-N-T-R-I. Giảm. Biết bài thực tính cho hơn, biết nhiều lâu. Dành thời gian cho người khác. Đi rồi. Hello.
của E mà, mình cỡ C mà, chẳng biết gì quan, mình học mình cỡ của E mà. Đấy. Xong chưa? Cái gì mày ngồi theo VC như thế này? Đâu? Ngồi lên thế là gì đó? Làm chuyên như thế nào? Không nhìn kỹ á, tôi dùng một cái gì nào giống cái tên đấy, tức là cái lời số của tao ấy, nó vào luôn trong nội dung, nó không có sửa cái gì lắm nghiêm cứ như mày hiểu không? Đấy là để chưa phải tại là chúng ta là mày để đầu đi đúng không? Thầy bảo đại đầu đi. Cái không phải cái lượng của view đấy. Cái mày cũng không bỏ luôn. Xong chưa? Kéo này xong chưa? Sai rồi. Biến đây copy. Kích đúng không? Đấy copy. Đây này để cơ sở. Đi vào podium này. Nó sẽ để các cái biến giống nhau. Nó bôi như này, cái này có giống không? Thấy không giống đúng không? Copy đi, tay chung C. Tay chung Z, tay chung C, rồi, kích bút vào đây. Tay chung B vào. Đấy, xếp xuống. Thấy chưa? Xong chưa? Bọn kia xong chưa? Rồi, đấy là về các cái thuộc tính. Và các cái thuộc tính là cách định nghĩa, cách truy cập. Được chưa? Cái phần people tôi cũng chữa đâu nhá. Cái đấy dễ rồi. Xong rồi này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang các cái hành động. Thôi được rồi. Các cái hành động. Thì giờ làm nào? Ví dụ tôi bỏ bớt cái con gấu này đi. Đây để con tôi con cam chôn xe ở đây. Bây giờ, hành động này, hành động lúc nãy tôi bảo là cái gì? Method. Hả? Method đúng không? Method thì là function đưa vào trong class đúng không? Thì function ở trong này viết như nào? Function gì? Tên một khi. Giờ phải đến tên hàm. Chưa? Ví dụ, động vật này thì có gì? Moving. Đúng không? Đây, thì đây tôi sẽ viết là Echo string là I'm moving so far. Được chưa? Xưa các bạn chút nè gọi. Dạ. Rồi. Đúng không? Xong nhỉ? Đây cũng phải là một hàm không? Hàm bình thường, đúng không? Rồi, xong. Bây giờ thằng Tùng này, con mèo này. Cho đến moving, đóng ở ngoặc. Thế là gọi. Đây rồi. Đúng không? Chạy thử đấy. Đấy. Đúng không? Nó thực thi những cái gì ở trong cái hàm này. Xong chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi tiến hành như sau này, bạn coi này. Echo nha, vẫn echo nhá. Bây giờ tôi muốn lấy ra cái biến name ở ngoài này thì làm nào? Ví dụ ở đây tôi có con mèo này, tôi có tên là Tùng Phạm nhá. Có tuổi là 19 nhá. Đúng không? Tôi muốn viết vào đây là am tùng đi. Am tùng này. I am moving so far. Đúng không? Nhưng mà nếu viết như thế này chúng ta sẽ có một vấn đề. Nếu mà chúng ta viết như này rồi xếp xuống đây chạy thì tùng, am tùng. Bởi vì đây là chúng ta hard code. Đây là một cái text bình thường. Đúng không?
Nhưng mà bây giờ tôi chạy lại có một con gấu. Copy này. Đây là con chó. Tên là Tùng Lê. Tuổi là 90. Đúng nhá. Ở đây tôi sẽ echo ra một cái đoạn là thẻ BR đi để cho nó xuống dòng, không còn lại bị lẫn. Đúng nhá. Không phải Lê Văn B, Lê Văn A, Lê A, A Lê. Đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ có là con mèo này moving. Đó, à, con chó này cũng moving. Được chưa? Bây giờ hiển thị là gì? Hai cái dòng giống hệt nhỉ? Ờ cái gì nữa, đúng rồi còn gì nữa à? Nghĩ kỹ xem có đúng không? Nghĩ kỹ xem có đúng không? Nếu mà viết như thế này thì tương đương với cái hàm này chạy một lần ở đây này. Thì echo ra là am tùng em an am moving so far đúng không? Xuống đây lại chạy lại cái hàm này nó lại echo lại đúng cái đoạn này. Thì có phải là hai dòng thì có nội dung giống nhau không? Đúng không? Thế bây giờ tôi muốn là ở cái đoạn ví dụ thằng Tùng này, thằng con mèo này chạy cái moving thì cái chữ Tùng này sẽ thay bằng cái chữ Tùng Phạm. Ở dưới này dog này, dog này thì sẽ thay bằng A Lê. Có được không? Bởi vì mỗi một thực thể nó sẽ là một cái có những cái thuộc tính khác nhau, cho nên là cái hiển thị ra các cái giá trị của thuộc tính nó sẽ khác nhau. Đúng không? Có làm được không? Làm như nào? Bỏ chữ này đi, ok đồng ý. Cộng này cộng chuỗi đúng không? Tạm thời cứ để cộng chuỗi đi cho nó rõ ràng. Biến name. Đúng không? Thử nhá. Tèo mẹ luôn. Cái biến name này không có định nghĩa. Nó không được định nghĩa. Chúng ta sẽ lấy được giá trị của thuộc tính ra bằng cách là this trỏ đến name. Xem nhá. Xem rồi sẽ hiểu this là cái gì. Có hiểu không? Có, zit là nó. Hả? Zit là gì? Zit là gì? Đây. Zit là cái gì? Zit là cái gì? Zit là chính là cái thực thể. Cái thực thể mà đang thực hiện cái hành động này. Đấy, tôi bảo rồi, cái zip này nó khó đấy. Khó với các bạn thôi, không khó với tôi làm nhiều lắm rồi. Cái zip chính là cái thực thể. Ví dụ, thằng Tùng nó di chuyển, thì chúng ta hoàn toàn ở trong cái hàm này chúng ta có thể là tương tác được với các cái thuộc tính của Tùng này. Bằng việc là gọi zip trỏ đến các cái giá trị. Đúng không? Từ từ bình tĩnh và tiêu hóa. Được chưa? This, các bạn nhớ là this là chính nó. This là chính nó. Ở đây, cái đoạn này là thằng nào di chuyển? Con mèo di chuyển. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ hiểu đơn giản này. Gọi cái này, chạy cái hàm kia. Đúng chưa? Vào trong đấy thì chúng ta thực hiện một câu lệnh là echo. Đúng không? Echo cái đoạn text là A cộng với một cái chuỗi nữa, chuỗi là giá trị của this name. Đúng không? This name thì this nó chính là con mèo này. Name là cái này. Thì nó sẽ lấy ra cái đoạn Tùng Phạm này vứt vào trong đấy. Cộng tiếp với một cái chuỗi and I am moving so far. Được chưa? Tiếp theo, con chó này. Giống kiểu táo quần mẹ trai không? Đã nuôi dưỡng đây. Được chưa? Con chó này. Rồi, lại cũng moving. Thì cứ cái đoạn nào trỏ đến moving thì cái hàm kia lại được chặn. Được chưa? Thì lại là an cộng với cái tên của con chó. Con chó này tên là gì? A Lê. B cái A Lê này vứt lên trên kia.
được chưa? Và lại nối với cái chuỗi của là đã hiển thị ra ngoài. Xong chưa? Xong chưa? Hiểu chưa? Và ở trong cái hàm kia chúng ta hoàn toàn để thay đổi được các giá trị của các thuộc tính của chính cái đối tượng đang được thị. Được chưa? Ví dụ. Vậy em hỏi câu. Vậy nó có tạo được không? Tạo thoải mái. Chúng ta hoàn toàn có thể vứt cái này đi. Tôi nói rồi mà. Chúng ta hoàn toàn có thể vứt các thuộc tính đi. Nhưng mà tôi cố tình tôi viết vào đây để thể hiện chúng ta đang có các thuộc tính này. Được chưa? Đó. Và thậm chí là sau này chúng ta không còn có các kia được không? Sau này lên Laravel, lên các cái framework, chúng ta không còn có các cái thuộc tính kia nữa. Chỉ tạo ra khi nó là private hoặc là protected thôi. Được chưa? Hoặc là bắt buộc khi yêu cầu thì cái đấy tí nữa, nhưng có thể là đến buổi sau chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ nhớ thôi là các cái thuộc tính này chúng ta có thể giữ hoặc không giữ thì tùy. Nào được. Được chưa? Bây giờ này, tôi thay đổi này. Ví dụ tôi có một cái biến và moving time. Bằng 0. Moving là di chuyển, time là số lần. Số lần di chuyển. Bây giờ hiện tại tôi đang bằng 0. Mỗi một lần tôi gọi cái này thì tôi sẽ có là this trở đến moving time cộng cộng. Và đây tôi gọi là tôi viết là moving time moving cộng chuỗi $this trở đến moving time. Này có được không? Đọc xem có hiểu không? Đầu tiên tôi có một cái thuộc tính cho tất cả các cái đối tượng thuộc loại animal này, đó là cái thuộc tính là moving time và không, giá trị bắt đầu là không. Xong chưa? Thằng nào thế, thằng nào bắt đầu mới tạo ra cũng là không. Sau đó là cứ một lần gọi cái moving này, cái hàm moving này thì sao? Cái thuộc tính moving của cái thằng thực thi ấy nó sẽ được cộng lên một đơn vị. Sau đó hiển thị cái đoạn text kia cộng với lại là một đoạn nữa là moving, giá trị của thuộc tính moving time. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ thực hiện như thế này. Con mèo này sau khi nó chờ cái thằng Ale con chó nó chạy một lần rồi, con mèo này lại chạy một lần nữa và lại chạy thêm một lần nữa. Được chưa? Con mèo này nó chạy mấy lần cơ? Chạy 3 lần cơ. Được chưa? Con mèo nó chạy 3 lần, con chó chỉ chạy 1 lần thôi. Được chưa? Giờ chúng ta xem này, kết quả này. Không nhá. Chúng nó không ảnh hưởng đến nhau. Của thằng nào thằng ấy chạy. Được chưa? Của có chứ, không thay đổi làm sao cái số mới thay đổi được. Nó không thay đổi làm sao cái số nó nhảy lên được. Được chưa? Nào, hôm nay để quay lại, nhắc lại một lần nữa này. Cái này là cái kiến thức quan trọng nên tôi nên nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là để tạo ra đối tượng thì chúng ta có cái từ khóa gì? Class. Nhớ cách đặt tên class nhé. Đừng có thằng nào UC giống như lúc đấy, có thằng nào thằng con người thằng này. Đúng không? Tên class, lưu ý cách đặt này. Đây nó là coding convention. Đó là các luật đặt tên, các quy luật đặt tên thì chúng ta phải theo. Tất nhiên chúng ta không theo nó vẫn chặt. Nhưng mà không theo thì nó sẽ không theo số đông mà các bạn cũng ra không ai hiểu đâu. Bây giờ bạn cũng không ai dùng đâu. Để ý cách đặt tên. Kể cả đặt tên thuộc tính, lẫn tên biến, và tên lớp. Tất cả các chữ cái đầu tiên của mỗi từ trên ngoài. Nha. Ví dụ con người thì chữ C và chữ N sẽ liên hoạt. Con bò thì chữ C và chữ B liên hoạt. Được chưa? Nhớ nhá. Đó. Tên biến thì đặt theo kem màu cây. Là chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên viết thường. Còn chữ cái đầu tiên của tất cả các từ phía sau liên hoạt. Được chưa? Rồi. Đầu tiên tạo ra lớp thì là bằng từ khóa lại.
class. Được chưa? Tạo ra các thuộc tính thì và được chưa? Tạo cũng được, không tạo cũng được. Cái này nó không quan trọng. Được chưa? Và các nhớ tôi là một cái điều là biến đưa vào lớp thì thành thành gì? Thuộc tính. Hàm đưa vào lớp thì thành hành động. Được chưa? Và các thực thể thuộc cùng một lớp thì các giá trị chẳng liên quan mẹ gì đến nhau. Của thằng nào thằng ấy dùng. Được chưa? Vốn tự có của thằng Chí thì thằng Chí dùng. Đúng không? Thằng Tùng không có vốn tự có thì không ai dùng. Kệ nó. Của thằng nào thằng ý hưởng. Đấy chưa? Và cái thứ ba là cái gì? This. Cái thứ ba là cái this. Được chưa? Rồi, cho khoảng 1-2 phút ngồi ngâm lại. Bởi vì chúng ta còn hai cái phần nữa. Một là constructor, hai là static. Còn một cái nữa là constant, nhưng constant cực dễ. Constant cực kỳ dễ. Nên là tôi sẽ không tính đấy là một phần. Hàm này chúng ta vẫn nhận biến bình thường nhá. Hàm này vẫn nhận biến bình thường, không vấn đề gì cả, giống hệ các hàm của bạn. Chẳng qua là phải view của nó object, sau đó mới gọi là hàm thôi. Ai bảo mày update? Nói yêu cầu là update. Xong chưa? Cái phần này nó rất là quan trọng đấy nhá, cho nên là bắt buộc phải nhớ được và phải học được về thực hành nhiều vào. Được chưa? Bài thực hành đầu tiên cho cái phần này ấy, là chúng ta tạo ra cái DB ở trong cơ sở dữ liệu của mình ấy. Tạo ra cái DB cho cái bài assignment, bài tập lớn ấy. Bài chúng ta làm về cái gì chúng ta tạo ra cái DB cho cái phần đấy. Tôi đã dạy cách tạo DB rồi. Thì bây giờ tự đi mà tạo lấy. Mỗi một cái bảng ở trong đấy tương đương với một cái class. Nhá. Mỗi một cái bảng tương đương với một class. Ví dụ như này, tôi sẽ cho các bạn xem một cái demo. Đây. Đâu nhỉ? Đây. Con này đang làm. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đây là đối tượng category classics divide district module role password reset post province role school student user role. Đối chiếu với bảng nhá. Đây. Classics này, divide district này, module này, province này, role này, school này. Thấy không? Mỗi một cái bảng trong DB tương ứng với một cái class ở trong này, ở trong code của chúng ta. Và mỗi một cái class chúng ta viết thành một file riêng. Viết thành một file riêng. Thế thôi. Được chưa? Đó. Nó không khó đâu. Mỗi một cột của chúng ta tương đương ứng với một cái. Một cái gì? Thuộc tính. Thế thôi. Dễ mà, tạo cho nó quen đi. Xong chưa? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với, nếu mà trong một cái lớp mà có một cái hằng số, trong một cái lớp mà có một cái hằng số thì điều gì sẽ xảy ra? Bởi vì trong cái việc lập trình cơ bản chúng ta sẽ có các cái giá trị là hằng số này, biến này, hàm này. Đấy là ba cái giá trị cơ bản đúng không? Bây giờ chúng ta đã có biến, có hàm ở trong cái lớp rồi. Thì bây giờ hằng số nằm trong hàm thì làm nào? Chuyện gì sẽ xảy ra? Ví dụ chúng ta cho vào đây là một cái cons, này là
Còn đây là hằng số đúng không? Quy định về hằng số đúng không? Maximum H bằng 400. Bởi vì rùa nó sống đến chỉ đến 400 tuổi nó chết rồi, đúng không? Thế là tuổi tối đa của động vật là 400 tuổi. Đúng chưa? Mà hằng thì có thay đổi được không? Hằng thì không thay đổi được giá trị. Đúng chưa? Thế vậy thì với hằng số thì chúng ta chỉ có cái gì? Lấy ra hay là gán vào? Chỉ lấy ra thì gán vào làm trói. Đúng không? Bây giờ chúng ta muốn lấy ra cái hằng số này thì chúng ta lưu ý này. Các cái thuộc tính thì chúng để dùng được các thuộc tính thì chúng ta phải phải gì? New cái đối tượng. Đúng không? Nhưng với hằng số thì chúng ta có thể như sau. Vadam gì nhỉ? Animal 2.2. Maximum age 2.2. Đây là cái cú pháp của chúng ta. Để truy xuất được một cái hằng số nằm trong lớp thì chúng ta dùng tên lớp 2.2 cộng với tên hằng là xong. Ví dụ tôi ở đây tôi sẽ tạo ra thêm một cái lớp nữa, class. Class là people, đóng ở ngoặc như này. Ở trong này tôi cũng có một cái constant là maximum age là bằng 150. Có được không? Cái việc lấy ra giá trị của hằng thì dễ rồi đúng không? Hai chấm là xong. Bởi vì chúng ta đâu có gán lại đâu. Hằng thì không gán lại nữa. Cho nên là chỉ học đến thế là hết về hằng số. Nhưng mà đợt trước tôi dạy các bạn là hằng số thì luôn luôn chỉ có 1 đúng không? Không đạt được 2, không gán lại được giá trị cho hằng số. Nhưng ở đây các bạn thấy này, tôi tạo ra cái people có một cái hằng số. Tôi tạo ra cái animal này có một cái hằng số khác. Đúng không? Hai cái hằng số này cùng tên. Liệu điều này có thể xảy ra không? Vì sao? Đúng không? Hai cái lớp này nó chẳng liên quan đến nhau. Hằng số thuộc lớp mà hai cái lớp nó chẳng liên quan mẹ đến nhau cả, cho nên là dùng được. Đây. People 150. Được chưa? Truy xuất giá trị của hằng thì 2.2 tên hằng số. Hằng số nằm trong lớp thì tên lớp 2.2 tên hằng số. Bây giờ nói thì nó lằng nhằng như có mỗi mấy ký tự lên mặt. Thật đấy, nhiều khi tôi thấy là nói lý thuyết nhiều thì nó lằng nhằng thì cuối cùng là chẳng hiểu mẹ gì. Tốt nhất là cứ demo luôn được nhanh. Được chưa? Đây là hằng số. Xong chưa? Xong hằng số rồi nhá. Có ai thắc mắc gì không? Tiếp theo này, đến một cái khái niệm nó tên là statistic. Statistic. Static. Static variable trước nhá. Dollar table animal. Tôi đặt một cái biến bừa đi mà, nó không có ý nghĩa gì đâu. Tôi đặt cho cái từ là từ static này. Được chưa? Static. Được chưa? Static. Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nghĩa gì? Dịch đi. Mở Google lên mà cha. Ô ngáo à? Cái gì không biết thì tra Google. Các cụ đã dạy rồi. Biến tính đúng không? Cái đô la này là cái biến. Đúng không? Thì đây gọi là static variable. Đúng chưa? Chúng ta lưu ý cho tôi một điều. Một điều như này. Thứ nhất là cái hằng số nó có tính không? Có. Nó có thay đổi chó đâu mà chẳng tính. Đúng không? Đó là bây giờ biến tính. Vớ vẩn. Biến luôn luôn là thay đổi. Biến là cái thứ luôn luôn được phép thay đổi. Thử nhá. Bây giờ tôi lấy ra cái biến table này của cái thằng animal nhá. Coi này.
Tôi tạm thời comment, duplicate lên xong comment nó vào. People này, 2.2 chấm. Tôi đố các bạn biết có đô la không? Đô la là tên biến, table. Này, có chạy không? Thử, thử cái. Thử đoán nó có chạy không? Thử nhá. Chạy chưa? Rồi, cái biến static nó ý nghĩa là gì? Là một cái biến có thể truy xuất mà không cần phải new thuộc tính. Nó không phải new object. Đấy, thích thì còn gì nữa? Đấy này, có phải new animal không? Không, đâu có phải new gì đâu. Xong chưa? Hả? Rồi, tiếp tục này đến một giai đoạn hại não này. Rồi, copy cái này nhá. Bằng K31 B2. Này có được không? Bây giờ ra giá trị gì? K31 B2 hay là thay bố? Ừ. Hay là animal? Sao? Biến static nó là một cái biến. Nhớ nhá, nó là một cái biến, và biến thì bao giờ thay đổi được. Mà nó lại có thể truy xuất mà không cần phải new object. Được chưa? Chưa. Phải rốt này. Chưa làm. Biến. Nhưng mà không cần, nó là có thể gọi là thuộc tính, nhưng mà không cần phải new object. Ví dụ các cái biến khác ấy, các cái thuộc tính khác ấy, thì để gọi, để gán giá trị hay để lấy giá trị ra thì phải gì? New nó dây ra đã, và cái thực thể đấy là một cái biến, sau đó là trỏ đến, đúng không? Nhưng mà cái thằng static này thì nó không cần phải new cái gì cả, có thể ngay lập tức gán và ngay lập tức gì? Lấy ra mà không cần phải new cái bộ phận nào. Cái gì? Hết static. Hết static là cái gì ạ? Dùng hết. Mà dùng hết static nhỉ? Bình nhiên nhỉ? Nếu mà dùng hết static thì method dùng kiểu gì? Nó không còn là object nữa, đúng không? Nó không còn là object nữa. Được chưa? Cái đấy dùng trong trường hợp nào? Ừ? Cái đấy dùng trong trường hợp nào? Nhiều trường. Ví dụ như tôi xây dựng câu lệnh là, ví dụ nhá, sau này các bạn sẽ dùng với cái kế thừa, các bạn sẽ dùng với kế thừa, mấy năm đến kế thừa tôi sẽ demo cho các bạn xem, dùng cực kỳ nhiều static luôn, cực kỳ nhiều luôn đấy, không phải nhiều bình thường đâu. Đó là chúng ta sẽ viết một cái lớp trà nó sẽ gồm tất cả các cái hàm để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu, bất kỳ bảng nào luôn nhá. Ví dụ đây, tôi lại có một cái ví dụ cho chúng ta. Đây nhá, PHP2 đây, lesson 12 này. Ơ chết mẹ nhỉ. Đây. Tôi bỏ cái này đi. Remove. Đây, cái lesson 12 này này. Đây nhá, app này, model này. Các bạn nhìn thấy cái lớp bay model này của tôi không? Đây có phải kết nối đến cơ sở dữ liệu không? Rồi, nhìn này. Hàm on này. Đây là câu lệnh select sound from cái gì đấy, đúng không? Cái gì thì tôi chưa biết, nhưng nó là cái gì đấy. Nhìn thấy select sound from là biết là câu lệnh gì rồi, đúng không? Lấy tất cả các cái bản ghi trong cái bảng nào đấy ra ngoài. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo. Select sound from where. Thấy không? Lấy tất cả dựa trên cái câu lệnh where id bằng bao nhiêu đấy, đúng chưa? Rồi câu lệnh delete này, câu lệnh and where or where, câu lệnh insert, update tôi chưa viết, get để lấy hết ra, đúng chưa? Đây là một cái lớp tên là lớp base model, xong chưa? Sau đó các bạn để ý này, các cái category này nó còn có cái thuộc tính gì không? Chẳng một thuộc tính gì, chỉ còn mỗi là cái tên bảng. Và nó kế thừa cái lớp base model này, bao giờ con nào được kế thừa nó sẽ chỉ cho các bạn như vậy.
đó là từ sau á, nếu mà các bạn muốn lấy dữ liệu á, tôi chỉ cho một đoạn cực kỳ nhanh. Ví dụ muốn lấy dữ liệu gì, đây câu lệnh này, homepage của chúng đây, muốn lấy hết tất cả dữ liệu trong bảng category nó chỉ còn đi này, đây lấy hết tất cả dữ liệu ở trong bảng category nó chỉ còn cái đoạn này, lấy đây đó. Muốn lấy hết tất cả dữ liệu ở trong bảng product thì nó sẽ là như thế này, product 2.2.old. Muốn lấy hết dựa trên cái điều kiện nào đấy 2.2.where. Đây ví dụ như kiểu là name like, ví dụ %% thiện th đấy. Đây cái này, cái đoạn này tương đương với select sound from product where name like thiện th, lấy hết rồi, xong chưa, có nhanh không? Tất cả mọi thứ chỉ chuyển về còn có một dòng, nó giúp cho cái việc lập trình của chúng ta ngắn đi rất là nhiều, đúng không? Nãy giờ chúng ta nhìn thấy nhiều static không? Đó. Rồi, tắt cái này đi, tí nữa mấy nữa chúng ta sẽ được học cái này, không phải lo. Rồi, đấy cái biến static. Static dùng cực kỳ nhiều, được chưa? Static để thay đổi và để gán giá trị, lấy ra bất kỳ lúc nào cũng được. Được chưa? Hoặc chúng ta có một cái thông số, tham số nào đấy ở đây, khi mà người ta muốn thay đổi hoặc lấy ra hoặc gán lại. Nói chung là nó nhiều, ý nghĩa là nhiều cái tính ứng dụng nó cao ấy, thích dùng kiểu gì dùng. Được chưa? Đó. Còn một loại cuối cùng, tất nhiên là còn cái constructor thì sau tôi sẽ dạy chúng ta. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói đến một cái loại nữa là loại static function. Static function thì nó là hàm, nó có thêm chữ static. Nhớ nhá, luôn luôn là static function chứ không bao giờ có chuyện là function static nhá. Được chưa? Static function. Được chưa? Và cái hàm này gọi thì làm nào? Gọi cái hàm static thì làm nào? Lại tên lớp 2.2. tên hàm chuyển biến như không có. Xong. Hết phim. Được chưa? Không rồi. Đơn giản thế thôi. Demo nào? Ông sai rồi đã. Hả? Ví dụ. Ví dụ con động vật thì có cái gì đặc trưng nhỉ? Ví dụ như kiểu là tính cân nặng à, sủa ớ sủa static function sủa đóng mở ngoặc con vật, đúng không? If con vật bằng chó, đúng không? Thì echo ra là gấu gấu. Else if con vật bằng mèo, kêu là echo ra là meo meo. Còn else echo ra là không biết nói gì, biết kêu gì. Rồi xong chưa? Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ có là, tôi tạm thời comment cái đoạn này vào, comment luôn cái đoạn này. Tôi sẽ có là animal 2.2. sủa, đây là con chó, tôi đái chết nhập. Đúng chưa? Tôi sửa lại đây thành mèo. Mèo. Đúng chưa? Và cái mức độ mở rộng của nó thì bao giờ học thấy được đối tượng ở trong cái thuộc tính kế thừa nó kinh khủng, dã man luôn. Nó kinh khủng. Được chưa? Đấy là hàm static. Xong phim. Thì hôm nay chúng ta về check lại cho tôi về cái
thuộc tính à về cái lớp này, lớp là một tập tạo các lớp tương đương với các bảng trong cơ sở dữ liệu của chúng ta, nhớ thêm các thuộc tính bình thường tương đương với các cái thuộc tính của chúng ta chính là các cái cột ở trong các bảng, được chưa? Sau đó thì là tạo các hàm, ví dụ đơn cử như tạo ra một cái hàm để insert dữ liệu trong DB, ví dụ category bảng category chúng ta tạo ra cái lớp category mà có cái hàm là hàm insert, hàm update, hàm delete, hàm get all, được chưa? Trong các hàm này cứ gọi đến phát và lấy hết toàn bộ dữ liệu trong bảng ra, được chưa? Đó, và check lại cho tôi một lần về các cái constant này, static variable này, function bình thường này và static function, nó rất là nhiều cái cả. Thì để tí nữa tôi về cố gắng tôi nghĩ ra một cái đề chúng ta làm, được chưa? Đó, còn buổi sau chúng ta sẽ học thêm về cái khái niệm về constructor là hàm khẩn tạo sẽ ra làm sao, thì buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn nha. Hôm nay chỉ vậy thôi, đề thì tí nữa tôi sẽ về nhà tôi nghĩ ra để tôi gửi lại lên Facebook. Stop như nào nhỉ? Chẳng biết.